Xin chào các bác đang xem kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Tiếp tục chuỗi video dùng thử sản phẩm thì ngày hôm nay em sẽ dùng thử cho các bác dòng bếp từ đôi của thương hiệu Iruka. Model sẽ là Y28. Và giống với cả những video trước thì hôm nay cũng sẽ nấu đun 1 lít nước trong cái nồi Y28 để xem là khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì nó sôi, cũng như là cái vùng nấu ở trong có đều hay không. Ở đây em đã chuẩn bị hết rồi, 1 lít nước này và nồi này. Bây giờ thì em sẽ đổ cái nước vào nồi. Tiếp theo thì mình sẽ bật bếp. Bếp thì thiết kế là hai bên thì sẽ có hai bảng điều khiển riêng biệt. Các bác nấu bên nào, đun bên nào thì mình bật bên đó. Đây, sẽ bật ở đây này. Các bác chọn này, sau đó thì chọn booster này và bấm giờ. Cái mẫu Y28 này của Iruka ấy thì công suất tổng của nó là 4.400 và chia đều cho hai bên, mỗi bên là 2.200. Và nếu các bác bật chế độ booster ấy thì nó sẽ đẩy một bên công suất cực đại lên để nấu nhanh hơn. Trong trường hợp nếu như nhà mình mà cần nấu nhanh, ví dụ cỗ bàn chẳng hạn, thì mình chọn booster để nấu nhanh nhất. Dòng Iruka thì thương hiệu Iruka là thương hiệu của Nhật Bản rất là nổi tiếng, cũng như là hàng mẫu này thì sản xuất nhập khẩu tại Thái Lan. Bảo hành thì sẽ 2 năm chính hãng về phần điện, cũng như là 3 năm cho cái mâm nhiệt từ ở bên trong. Đây là mặt bếp thiết kế đây. Mẫu này thì cái chất liệu mặt kính ở trên là chất liệu kính ceramic cao cấp. Còn mặt dưới đây, em sẽ quay mặt dưới thiết kế cho các bác xem. Mặt dưới thì ở đây sẽ có hai bên là hai quạt tản nhiệt để giúp bếp nó hoạt động tốt cũng như tản nhiệt tốt hơn. Và cái mẫu Y28 này thì hiện tại đang bán tại siêu thị máy Ecomart bên em, giá thành đang là khoảng hơn 8 triệu thôi, và cũng được tặng một bộ nồi cao cấp của Iruka, bộ nồi 5 món đây. Bộ nồi đây gồm chảo này, rồi nồi nhỏ này, đây gồm 3 cái nồi nữa. Bộ này thì chất liệu inox rất là cao cấp và chắc chắn, dày. Các bác mua cái mẫu Y28 giá chỉ hơn 8 triệu, được tặng thêm nguyên cả một bộ nồi 5 món đầy đủ để mình nấu. Nhà bác nào mà đang có nhu cầu chuyển từ bếp ga sang bếp từ thì mình mua bộ này, mình sẽ không cần phải sắm thêm nồi nữa. Bởi vì nếu các bác mà đang dùng bếp ga đun nấu bình thường, bác dùng sang bếp từ thì mình phải chuyển ra cái nồi từ thì mình mới bắt được từ được, mình mới nấu được. Thì mua bộ này thì sẽ không cần phải mua thêm nồi nữa. Hiện tại đang là 2 phút 22 giây. Nước em thấy đang tăn sôi rồi. Cái mặt kính này thì được cắt vát ở 4 cạnh nhá, nhìn cũng rất là sang và đẹp. Mặt kính cắt vát cả 4 cạnh. Kính ceramic cao cấp. Đấy, như vậy là đã có sôi rồi và thời gian thì đang là 2 phút 50 giây. Là nước trong nồi đã sôi. Một cái ưu điểm em đang nhận thấy ở dòng bếp từ Iruka đó là kể cả các bác chạy chế độ booster, chế độ cao nhất ấy, thì máy chạy rất là êm, không có tiếng ồn quá to. Đây, hiện tại là khoảng 3 phút 10 giây thì nước sôi rất là mạnh rồi, thì em sẽ tắt bếp nhé. Khoảng 3 phút 10 giây thì nước sôi. Đấy, như cái ưu điểm em vừa nói thì mẫu Iruka này chạy rất là êm, chạy chế độ booster mà gần như là tiếng kêu sẽ không nghe tiếng, mà cũng như là tiếng kêu rất là nhỏ để các bác sử dụng yên tĩnh. Thì đây là mẫu Y28, giá là hơn 8 triệu, đang được tặng bộ nồi 5 món đầy đủ. Bác nào mà quan tâm cái mẫu Iruka thương hiệu của Nhật Bản, các bác cứ liên hệ đến số tổng đài của siêu thị điện máy Ecomart, đó là 0974178586, thì bên em sẽ tư vấn như bán hàng cho các bác. Ngoài dòng bếp từ Iruka thì bên em còn rất là nhiều mẫu mã khác. Đây các bác nhìn này, hai hàng ở trên ở dưới này đều có bếp này.
Bên này cũng thế này, đầy đủ hết tất cả các mẫu mã, từ bốt này, từ săn hâu và giá rẻ này, từ blue tông này, cốt trơ này, đủ thứ, đầy đủ hết các bạn nhá. Chép này, bếp từ đôi, bếp từ ba, bếp ga, bếp âm, bếp dương, đầy đủ hết. Nếu như các bác mà không gọi về tổng đài, các bác cũng có thể vào website là eco-mart.vn để tham khảo giá sản phẩm. Thì trên website bên em cập nhật cũng rất là đầy đủ tất cả các mẫu mã. Video ngày hôm nay đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho siêu thị điện máy EcoMart một like, một subscribe để theo dõi thường xuyên những video ra hàng ngày từ kênh YouTube của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.